Hopsi Bianwan Biren Jiwan Atun Sui Sui Sun Kayo Ơn chê ơ ti ế sơ ơ tô kê ta chi sất sất nâng chi măn xung hè chú si kết sở yô Samin Samitane Chang ế sơ Dơn ma Chắc cơ bình Hà ta ca sô ni Kì kê A nư rô Pan Pan lia tân tựa cất sơ yô à tựa cất sơ yô mà ni ta chi sất cất nèo chi cư mương chôm khuyến chăn nư xéo nè sa cô nàn huê pa lì su su nân pa ta sơ khuyến chá nà yô ta hèng y nèo san chè đơn xin chong hà đi âm miên chè hẹp ban sang ta si ư tang si ươi chinh điều kỳ yô kỳ cho yung hàm mì đà u sơn y xin chong sơ hàm bù chắc song hè chú si cô yô biên vân nè sơ chinh tàn sơ rừng bạc ta ô si miên bêm nì đà Để, ok, bây giờ bạn Ngọc đóng vai là Paru, bạn Trang vẫn đóng vai là Trích Uôn nhé. Nè. Cha cơm Hataka, số nâng ta chiếc nâng tê. Hốc si phiêng quân pi rinh, chi quân ba tinh, so ít xin cài hút. Ơn chê ơ tiê sơ ô tốc kê. Ta chi sớt nâng chi mang xung hè chú si kết sở yô. Samin, chơ nê, cha cướp chăng ế sơ, yên ma, cha cướp bình, hà ta ca, su ni, ki, kê, an rô, pan nia, tư rơ, cát sơ yô. Mà ni, ta chi sức kết nèo, chi cư mơn chôm khuyến chăn nư xé ô. Nè, sa con nan huê, pan ni, su rin, patas, quen chan nèo. Ta hàng y nèo, san chè đừng, xin chong hà đìa miên, chè hè ban sang, tăng si ươi, chi riêu. Kiyoki chung yo hamida usoni xin chong sơ hanbu chak song he chusi koyo bien won ne so chin tang sơ ren batta o simien tuemida batta o simien tuemida ok nội dung là như vậy ạ nhá. Thì vấn đề thanh toán bảo hiểm ấy thì các bạn lưu ý cũng giống như ở thanh toán bảo hiểm như ở bên Việt Nam ấy, thì cũng cần có cái gì ạ, cần có cái thông tin là bị tai nạn như thế nào, ở đâu, đúng không? Sau đó thì cần có cái chẩn đoán của bệnh viện và cái phiếu cái giấy ra viện này, thanh toán hết bao nhiêu ạ, thì người ta mới thanh toán được ạ. Ở đây phần số 2, từ vựng phần số 2 là cô hôm chung vu, ý là phần yêu cầu bảo hiểm. Thì yêu cầu bảo hiểm ấy thì khi mà bị tai nạn thì cần phải nộp đơn, đúng không ạ? Thì phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm, đó là hôm cư mân chân cu hà tà, là yêu cầu bảo hiểm bằng cách điền cái đơn. Tiếp theo là chi cướp sim sa rân phạt tà. Chi cướp sim sa là để cho cái việc cấp phát ấy đạt thuận lợi thì người ta phải sim sa, tức là phải điều tra xem là cái nội dung mà các bạn khai có chính xác hay không. Tiếp theo, cô ôm cư muốn chi cướp hà tả là chi trả tiền thanh toán cái yêu cầu bảo hiểm đó, thanh toán tiền bảo hiểm. Và trên cái
bức hình này nó có cái chữ là cô hôm huy xa đấy ạ, công ty bảo hiểm. Cô hôm cư mất tha là nhận được khoản thanh toán bảo hiểm. Đây là giấy yêu cầu, đó là chính là chung cụ sơ. Đây ạ, cô hôm cư mất chung cụ sơ. Xong này, chung cụ nè yếp. Rồi chung cụ cùm nè. Rồi gì đấy ạ? Khi bô hôm cha. Cái gì đó nhé. Tiếp thứ hai là dương số chứng. Dương số chứng chính là cái hóa đơn các bạn nhé. Thanh toán ở bệnh viện thì chúng ta luôn luôn có cái hóa đơn này. Neo để bảng kê. Bảng kê trong bệnh viện là như thế nào nhé. Xin đăng sơ, đây là cái phiếu chẩn đoán là có dấu của bác sĩ, dấu của bệnh viện. Biên nguồn bi là viện phí. Biên nguồn bi tổng mục 1, mục 2, mục 3 là bao nhiêu, cuối cùng là bao nhiêu đúng không ạ? Chi tiêu bi là cái tiền phí mà các bạn, là tiền phí điều trị ở trong bệnh viện. Yu yang bi là phí an dưỡng. Tức là có những một số cái căn bệnh hoặc là những cái tai nạn là phải sau khi điều trị cần phải nghỉ dưỡng thì cái yu yang bi này sẽ được tính vào đấy ạ. Kyo kumyo đây là trợ cấp nghỉ ốm ạ. Ví dụ như chúng ta nghỉ ốm nhá, thì chúng ta vẫn được nhận 70% bảo hiểm chẳng hạn. Thì đấy là nhiều khi là chúng ta ở trong cái bảo hiểm xã hội là như vậy. Còn ví dụ như là bảo hiểm, các bạn đóng bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhận được cái tiền khi các bạn làm việc ngoài cái số tiền bảo hiểm kia. Sang he phố trang cơm, đây là những bảo hiểm bồi thường khuyết tật, bồi thường thương tật. Khi mà bị thương tật thì người ta sẽ bồi thường. Và bây giờ tôi mời mỗi người đọc một lần ạ. Đầu tiên mời Ngọc đọc trước nhé, Ngọc nhé. Bô hôm cư minh trương cô ha tạ chi cướp chi cướp sim sa rin pa ta bô hôm cư minh chi cướp ha tạ bô hôm cư minh tha ta trương cu sơ dương su trung trưng dương su trung trưng Nhiếp sơ Chin tan sơ Piêng quân pi Chi rio pi Du giang pi Yu ớp Cư pia Cư pia Trang he Yu ớp Cư pia Trang he po sang khum. Trang he po sang khum. Học tiếp theo mời bạn Hiếu ạ. Po hôm khum minh chân cu ha ta. Chi cấp chim sa rin pa ta. Po hôm khum minh chi cấp ha ta. Po hôm khum minh tha ta. Chân cu sơ, dân su chưng, nê yất sơ, chín tan sơ, phiên quân pi, chi riêu pi, yô yang pi, yô ấp, cư nhờ, kèm bô sắc tử. Mời Trang. Bô hôm cư mơn trong cu ha ta. Chi cướp sim sa rin bạc ta. Bô hôm cư mơn chi cướp ha ta. Bô hôm cư mơn tha ta. Trong cu sơ dông su chừng nè yớt sơ chín tan sơ biên quân bi chi liêu bi yô yang bi hưu ấp cúp phìa
Chang hè bo sang cùm. Rồi, ok. Ở đây ạ, làm thế nào để nộp đơn yêu cầu bồi thường cho người lao động? Thì cái này là san chê, xin chân thương hà đi miên. Nếu muốn yêu cầu, nếu muốn đăng ký cái bảo hiểm này, thì các bạn nộp truy cập vào trang web và dịch vụ phúc lợi và bồi thường lao động Hàn Quốc. Đây, trang web ở đây ạ. Nhá. Thì cái này để tải xuống, điền vào mẫu đơn. Thì cái này thực tế đây là cái bảo hiểm đăng ký ngoài nhé các bạn nhé, chứ không phải là bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động đâu ạ. Các bạn muốn mua thêm ngoài thì các bạn mua thôi ạ. Thì cái này các bạn cứ đọc để lấy thông tin. Bây giờ chúng ta vào phần luyện tập số 2, là chúng ta xem những cái từ vựng bên dưới là có nghĩa là gì và chúng ta sẽ tự đánh vào đây ạ, theo đúng cái quy trình nhá. Thì đầu tiên là phu ông phương tha tả là gì ạ? Phu ông phương tha tả nhận khoản thanh toán bảo hiểm, nhận được cái tiền bồi thường đúng không ạ? Chi cướp sim cha đơn phạt tả xem xét duyệt Phương cơm ơn chi cướp hạt à? Chi cướp hạt à? Thanh toán yêu cầu. Chi trả cái tiền bảo hiểm. Tức là từ công ty bảo hiểm người ta sẽ chi trả đấy. Phương cơm ơn chứng cứ hạt à? Làm đơn yêu cầu. Đơn yêu cầu đúng không? Đơn yêu cầu này. Tiếp theo. Chúng ta điền vị trí như thế nào ạ? 4231. 4 2 Sim xa đúng không? Cái này 4 đây. Cái này 3. Là 3. Chỉ cứ 3. Và cái yêu cầu bảo hiểm là cái số 1. Rồi các bạn. Và tiếp theo ở bài tập số 2. Thì chúng ta có các mẫu đơn rồi những cái hình ảnh đây ạ. Thì chúng ta chọn như thế nào ạ? Đầu tiên số 1 ạ. Số 1 thì chọn như mấy ạ? Số 1 là chọn như 2. Dương Su Trưng. Đúng rồi, nó có chữ Dương Su Trưng đúng không? Dương Su Trưng. Tiếp theo số 2. Đây này, Trung Cơm Trung Cơ này đúng không? Trung Cơ Thơ. Tiếp theo, số 3. Hiu Up Cơ Pia. Và số 4 ạ? Kim Won Bi đúng không? Kim Won Bi. Tiếp theo đây ạ. 외국인 근로자보험 안내입니다. Đây là cái bản hướng dẫn nhá. Anne là bản hướng dẫn về bảo hiểm. Bảo hiểm gì ạ? Người lao động nước ngoài. 자리코 지문에 답하세요. Hãy đọc cho kỹ và trả lời câu hỏi. 외국인 근로자 전용 보험. Tức là cái bảo hiểm dành riêng cho người lao động nước ngoài. Đây ạ. Trung Quốc Malaki vô hôm. Đây là cái bảo hiểm gì ạ? Bảo hiểm Trung Quốc. Trung Quốc là gì ạ? Các bạn biết không? Trung Quốc về nước đúng không ạ? Xuất cảnh đấy ạ. Malaki là hết kỳ hạn. Bảo hiểm hết kỳ hạn xuất cảnh. Và Quy Phúc Phi Yông vô hôm. À, cái gì ạ? Bảo hiểm gì ạ? Cái phí bảo hiểm đúng không ạ? Quy quốc về nước.
Tôi mục chức là cái việc mà mục đích. Tôi mục trước là mục đích gì ạ? Mục đích nhập cảnh đúng không ạ? Mục đích vào, mục đích tham gia cái bảo hiểm này là gì đúng không ạ? Tiếp theo là cưng cơ đây là căn cứ ạ. Thứ ba là phương caip là tham gia bảo hiểm. Thứ tư là caip siki là cái thời điểm mà tham gia. Phương cơm nam vu phàm bớp là phu văng bớp, đây là phương pháp gì ạ? Phương pháp đóng cái bảo hiểm ấy. Phương cơm chi cướp sai yêu là cái lý do mà thanh toán bảo hiểm. Thì ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta có những cái nội dung như thế này. Thì phần bảo hiểm thì thường là chúng ta sẽ, đây là bảo hiểm mua ngoài cho nên là chúng ta vẫn là để ý về những cái nội dung như thế này, chúng ta có thời gian chúng ta tìm hiểu thôi ạ. Còn chúng ta vẫn là đóng bốn loại bảo hiểm bắt buộc, bởi vì chúng ta sang làm một công xưởng chúng ta sẽ làm ở bốn cái bảo hiểm bắt buộc đấy. Đây, các gói bảo hiểm cho những người lao động nhập cư thì thực tế là chúng ta có rất nhiều đấy ạ nhá. Đầu tiên là gì ạ? Phô hôm trung nhiều là cái việc mà các loại bảo hiểm bao gồm bảo hiểm việc làm này, rồi bảo hiểm người lao động bồi thường này, tức là cái bảo hiểm tai nạn đấy ạ, và cơn căng bô hôm là bảo hiểm y tế này, quốc min nhân cương bảo hiểm hưu trí, quy cụ phi ông bô hôm là bảo hiểm hồi hương, cái bên trên này bảo hiểm hồi hương này. Sang hè bảo hiểm hoặc bảo hiểm tai nạn. Trung Quốc bao khi bảo hiểm là bảo hiểm khởi hành. Tiếp theo là yêu cơm chê bùn. Phô chung bảo hiểm là bảo hiểm bảo lãnh lương. Thì ở đây chúng ta xem này, cái phô chung bảo hiểm nó bảo hiểm việc làm ấy thì là cung cấp bảo hiểm việc làm, thúc đẩy việc làm, đảm bảo sinh kế và hỗ trợ việc làm, mục đích là như thế. Thì ai là người đầu tư, ai là người bỏ tiền ra, đó là Sayongja Wegukin Kloja, tức là cái bảo hiểm này thì là cả người lao động và chủ lao động đều phải nộp. Cái Sanche Bohom là bảo hiểm tai nạn thì chỉ có người lao động chỉ có chủ lao động là nộp thôi ạ. Bảo hiểm y tế thì cả chủ lao động và người lao động phải nộp. Bảo hiểm hưu trí là cái bảo hiểm mà chúng ta trong cái thời gian mà ví dụ mà không, trong cái thời gian mà không có việc làm chẳng hạn, hoặc là bị tai nạn gì đó thì người ta sẽ chi trả cho mình, thì đấy là người lao động và người chủ lao động đều phải nộp ạ. Cái bảo hiểm hồi hương ấy thì là Wegukin Kloja phải nộp, người lao động nước ngoài phải nộp. Bởi vì bảo hiểm hồi hương này ấy, thì cứ mỗi một người sang bên Hàn Quốc làm việc ấy, thì chúng ta sẽ có nộp một cái khoản là bảo hiểm hồi hương là $500 ấy. Tiếp theo bảo hiểm tai nạn thì người lao động phải đóng. Sang heo bô hôm, còn đây sanche bô hôm là cái gì ạ? Là cái mà tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc ấy. Còn cái san he bu hôm là cái việc là xảy ra, cái tai nạn xảy ra có thể ngoài nơi làm việc hoặc là bị bệnh, cái đấy là người lao động phải nộp. Tiếp theo là bảo hiểm khởi hành thì là người
nhà tuyển dụng, và cuối cùng là bảo hiểm bảo lãnh lương thì cũng là nhà tuyển dụng nha. Nên làm thế nào để nộp đơn yêu cầu bảo hiểm và nhận được trợ cấp thì cái này trong trường hợp chậm thanh toán tại nơi làm việc, người lao động nước ngoài có thể báo cáo việc chậm thanh toán cho các trung tâm, cho trung tâm giới thiệu việc làm hoặc là phòng thanh tra lao động của Bộ Lao động nha. Sau khi báo cáo được kiểm tra, người lao động nước ngoài có thể yêu cầu và nhận được lợi ích bảo hiểm từ dịch vụ phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong trường hợp người lao động bị chấm dứt trong thời hạn bảo hiểm do các trường hợp khác ngoài việc chậm thanh toán tiền lương ấy, như nghỉ phép, khởi hành, tử vong, thì một số công nhân nước ngoài được thanh toán tiền bảo hiểm khi chưa hết hạn. Còn này trả dựa trên phí bảo hiểm đã trả cho công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm công ty bảo lãnh bảo hiểm Seoul và phí bảo hiểm kiếm được, tức là phí bảo hiểm tối thiểu loại trừ trong cái khoản này. Thì đấy là những cái mà chúng ta làm thế nào để nộp yêu cầu bảo hiểm và nhận như thế nào nhé. Đây trong những lý do như là đi thang Trung Quốc hoặc là sa mạc, trong trường hợp là gì ạ, thay đổi công việc rồi về nước hoặc là tử vong thì sẽ nhận tiền bảo hiểm đó. Và bây giờ chúng ta tôi mời các bạn làm cái phần EBS topic các bạn nhé. Hiếu Trang còn đây không? Vâng ạ. Bây giờ thầy giáo sẽ bật và chúng ta sẽ làm phần EBS topic nhé. Yeah. 54과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. 2번 1번 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. 2번 보험금을 청구하려고 하는데요. 어떤 치료를 받았는지 나와 있는 서류가 필요하다고 하네요. 아, 그 서류는 병원에서 발급받을 수 있어요. 어떤 치료를 보험금을 청구하려고 하는데요. 어떤 치료를 받았는지 나와 있는 서류가 필요하다고 하네요. 아, 그 서류는 병원에서 발급받을 수 있어요. 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 보험금을 청구했어요? 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 보험금을 청구했어요? 4에서 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 네, 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있는 거잖아요. 꼭 가입해야죠. 보험이에요? 네, 4번 이 보험은 반드시 가입해야 하는 보험이에요? 네, 작업장이 아닌 곳에서 다칠 수도 있는 거잖아요. 꼭 가입해야죠.
5번. 지난번에 치료받으신 후에도 계속 몸이 안 좋으시다는 거죠? 네. 이런 경우에 받을 수 있는 보상이 있어요? 네, 있습니다. 지난번에 치료받으신 후에도 계속 몸이 안 좋으시다는 거죠? 네. 이런 경우에 받을 수 있는 보상이 있어요? 네, 있습니다. chúng ta làm luôn phần nghe phần phần đọc hiểu nhé các bạn nhé.